Xin chào cả nhà, xin chào đại gia đình. Em là bếp ga Greenlight. Greenlight ha, ngoại hình thì còn tương đối đẹp ha. Máy móc thì có chỉnh sửa, có sơn phết nhẹ lại nha. Con này thì dạ, em rao bán giá 1,4 triệu. Tại vì nó nói chung là đẹp, biết là bằng men nè nha. Men này. Sướng lắm, không có chạy chỗ nhiều ha. Nó bị khuyết điểm ở chỗ này nè, quý khách thấy không? Nó bị ngay cái chân này nè, đó. Nó mấy dấu nè, đè riết nó thụng á. Để thì để ngay luôn, nó vào cái khách để xéo rồi nó cũng không được nữa. Nè ha, cái lỗ cái cây dài dài này nè, để chỗ này mới được. Rồi hello, xin chào cả nhà ha. Em bếp ga gửi lời chào và chúc sức khỏe tất cả các quý khách của chú anh chị em đều được mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát đạt ha. Rồi anh test bếp ha. Pin thì mình bỏ hai cái pin bự vô ha. À, đầu nhọn cộng á, ở ngoài thấy nó mập tiều và phiều, nó hơi khó làm ha. Lấy cộng nè, đây cũng cộng nè, đưa vô nối vô ha. Nó lỗi nó sẽ báo cái đèn ha, cái đèn này nè, nó lỗi gì nó sẽ báo, hoặc là mình để ga hoặc này nọ nó sẽ báo ha. Có một tài khó làm quá. Rồi còn cái nút á, còn cái nút này á, quý khách nhắn á là gặt nha, không được nha, nhắn xuống, nhắn vô một cái đó, dặn đó, lỡ xanh luôn. Một còn ha, hai con ha, ba con ha. Rồi 1 phút 30 giây nha. Thường thường mấy con này là chạy trong vòng 1 phút à, là lỗi không lỗi cảm biến là nó sẽ báo mình liền ha. À, này tăng giảm nè đó. Em xa ra chút xíu à. Thấy không, lỡ xanh luôn, khách không thấy luôn á nè, con này nè. Thấy không, đây nè. Rất là đẹp ha, ngoại hình ok. Bạn này thì em bán giá công khai là 1,4 triệu ha. Con bảo nó kêu tít tít là nó giống như nó nóng đó, nó giảm nhiệt độ lại á. Con này 2012 ha. Rồi ngoài ra có móp méo ở chỗ đó thôi, ngoài ra là còn ok hết. Đó giờ là 1 phút rồi nè ha. 2 phút 30 giây rồi đó, là xài tốt nó không lỗi ha. Đó, quý khách thế nào nghe cạch cho nó tăng lên ha. Đó, nó tăng lên nè, nãy nó giảm nó tăng lên. Cái này là con cảm biến nè, cái này là con cảm biến nè ha. Hư là hư, hay hư là hư con này nè đó. Giống như nó cảm biến nồi á. Đây giảm tắt nè ha, tắt hết nè đó. Ok nè, giảm bật lại nè, nhắn vô đó. Đó. Rồi, chế điều đẹp ha. Lửa đỏ là nó có nhiều trường hợp lắm, do mình xài dơ, dầu mỡ nó nghẹt ở đây nè. Quý khách lâu lâu vệ sinh cái miếng này nè à, thấy không à, nó nóng quá quý khách thấy không, nó tự nghe tít tít nó giảm lên nè, quý khách thấy không, gió nó tạt cái con cảm biến á, rồi nó bật lên lại đó, thấy không đó, nó bật lên lửa nè, nghe cặp không, gió giống gió nó tạt rồi nóng con cảm biến là nó giảm, mà nóng nữa nó sẽ tắt luôn ha. Rồi ok ha. Quý khách cô chú anh chị em nào thật sự có nhu cầu mua dùng xài biếu tặng, liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok, qua số điện thoại 0939 396 480 ha. Rồi một lần nữa cảm ơn tất cả các quý khách cô chú anh chị em đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạ em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.